Xin chào cả nhà ơi, ngày hôm nay em đưa mẹ đi ăn lẩu bò Hàn Quốc. Mời mọi người xem ở Hàn Quốc thì ăn một bữa lẩu bò như thế này, một người là bao nhiêu tiền và có những món gì ngon nhé. Quán lẩu bò như thế này thì ở Hàn Quốc rất là nhiều và nó thường là theo thương hiệu và theo những chuỗi cửa hàng. Đây là lần thứ hai đi ăn lẩu bò, tuy nhiên thì lần này tự lấy đồ, mẹ em đang không biết lấy ở đâu, đang tìm đĩa. Đĩa thì có nhiều loại đĩa gia vị này, rồi đĩa lấy rau, đĩa lấy thịt. Và mẹ em đang lấy một cái đĩa khá là nhỏ thì có lẽ là để gia vị. Hôm nay thì có rất là nhiều món, tuy nhiên thì có những món mẹ có thể ăn được, có món hay không. Rau cỏ và các cái chủng loại nhúng lẩu ở đây nó cũng rất là nhiều và đây là buffet. Mọi người ăn bao nhiêu thì có thể gấp bấy nhiêu và tùy theo sở thích của mình. Ví dụ như ở chỗ mẹ em đang lấy bây giờ là có kim chi này và một số những loại rau salad, rau sống và có cả bí nữa. Rồi màn thầu các loại. Ai một cái xe. Mẹ mẹ dùng cái này xong rồi để vào đây chứ. Thì có hana sugo. Nó có khăn có hàm này. Khăn có heo. Thúc cái đấy nó bị đông ấy. Lấy cái này thôi, xong rồi lấy cái đĩa khác mẹ. Mẹ mẹ đây đây, dặn cho mẹ lấy cái này. Nè, chúc. À, chúc. Nè. Này con. Ông mà khăn chụp xí rồi. À, 이거 야채 엄마 먹고 싶은 거 고르세요. 그거 만두. 근데 까이냐? 매운 거. 김치 만두. Mẹ bây giờ đang chọn rất là nhiều món ngon, nhìn có vẻ cũng rất là thú vị và thích thú đúng không ạ? Ở đây thì các món ăn nhìn cũng rất là tươi và bắt mắt. Đặc biệt là nấm nhìn rất là ok mọi người ạ. Được khi nên bò sọt. Ok. Sau khi chọn món rồi thì bây giờ ra bàn và chuẩn bị chiến đấu thôi. Đây là một bàn họ đã đặt sẵn, gồm có một đĩa thịt và một nồi nước dùng, còn rau và các cái loại mà mình muốn ăn kèm thì có thể ra và tự lấy. Ở đây thì cái phong cách ăn lẩu của Hàn Quốc nó rất là khác ở Việt Nam mình. Như những cái món tự chọn thì chúng ta ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Chồng em thì đỗ xe nên là vào muộn, bây giờ cho ra chọn rau. Ở Hàn thì ăn lẩu người ta hay cho những cái loại rau sống và cuộn để ăn cùng với thịt và chấm với một số những cái nước sốt. Món ăn thì cũng đa dạng, tuy nhiên thì cái lượng thịt nó ít hơn ở Việt Nam một chút. Ở Hàn Quốc đi ăn lẩu như thế này, một người giá dao động từ 15 cho tới 20 ngàn won, tương đương với 300 đến 400 ngàn Việt Nam đồng một người. Và như ăn buffet như thế này thì mọi người ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, có thể ăn thoải mái. Ăn bao giờ no căng bụng không thể ăn được nữa thì thôi. Có thể rất là ăn được nhiều nếu những bạn mà giỏi ăn đấy ạ. Và chồng em thì đang lấy rất là nhiều những loại rau, mỗi loại rau lấy một ít. Và rau ở đây thì rất là tươi và ngon. Đây mua đũa à? 엄마는 그 젓가락 없냐고. 아, 젓가락? 아, 젓가락 어디 있어요? 그건 테이블 밑에 있어요. 테이블? 네. 테이블? 아, 엄마 여기 여기. 네, 아, 네. Bây giờ nhà hàng thì họ thường cho đũa và những cái đồ phụ kiện để ở dưới bàn như thế này. Mọi người đi thì có thể lấy một cách dễ dàng, dùng bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Và mẹ em thì cũng ít khi đi ăn nhà hàng nên là bây giờ đến thì cũng nhiều cái bỡ ngỡ. Rồi không biết lấy đồ ở đâu thì có thể hỏi con gái và con có thể lấy cho. Để cho mẹ tự lấy để trải nghiệm cũng rất là vui và có thêm một số những cái kinh nghiệm đi ăn nhà hàng. Thịt bò ở đây thì đa số là thịt bò nhập khẩu và họ cắt ra như thế này. Một đĩa nhìn thì có vẻ nhiều, tuy nhiên thì nhúng vào thì cũng được ít mọi người ạ. Ưu điểm của những nhà hàng như thế này là ăn được nhiều rau, nước dùng cũng rất là ngon và thơm. Nước dùng thì có thể chọn loại cay và không cay. Mẹ em thì không ăn được cay nên là ngày hôm nay chọn có hai loại nước dùng cơ bản. Khi mà ăn cạn nước dùng thì chúng ta có thể gọi chủ quán mang ra. Và bây giờ cho rau vào thôi. Mọi người có thể thấy rất là hấp dẫn đúng không ạ? Ở đây thì cái nồi điện lẩu cũng rất là nhanh và đun sôi nhìn rất là hấp dẫn, tuyệt vời luôn. Lại nói đến lẩu bò, khi mà về Việt Nam thì em đi ăn món lẩu bò sườn sụn hay là lẩu bò riêu cua. Trời ơi, rất là ngon.
Ở Hàn thì họ chuyên món nướng hơn là món lẩu mọi người ạ. Lẩu ở Hàn thì ăn cũng rất là đơn giản như thế này. Thỉnh thoảng thì cũng có một vài cái quán buffet hải sản. Vào thì có thể ăn cả nướng cả lẩu. Những món lẩu ở Hàn Quốc như thế này thì có thể ăn thoải mái. Thịt thì hơi ít một chút, và nếu mà muốn ăn thêm thịt thì có thể gọi thêm, gọi riêng mọi người ạ. Còn rau thì có thể ăn không giới hạn và ăn tùy theo sở thích của mỗi người. Ngày hôm nay thì mẹ em đến đây ăn lẩu cũng thấy rất là ngon miệng, không có cay mà nhiều rau nên là rất là thích. Đây là bữa cơm đầu tiên mà sau khi đến Hàn, em và mẹ cùng thưởng thức với nhau. Hy vọng là mẹ đã ăn rất là thoải mái và ngon miệng. Ngày hôm nay trời hơi mưa một chút và hai mẹ con thì đi ăn lẩu rất là hợp. Ăn lẩu xong thì thấy ấm bụng và nước dùng cũng rất là ngon. Chồng em thì không thích ăn lẩu lắm. Người Hàn thì thường thích ăn đồ nướng này, rồi ăn những món cay cay có hương vị khá là đậm đặc. Món lẩu thì vị tùy theo sở thích chấm của mỗi người. Tuy nhiên thì chồng em thấy nó chỉ là nhiều rau thôi. Em thích ăn rau và mẹ cũng thích ăn rau nên hôm nay thấy rất là tuyệt vời. Wow, 맛있겠어요. Mẹ ăn ngon không mẹ? 엄마 잘 먹대. Ở đây thì rau họ có cho rất là nhiều loại nấm này. Và ngày hôm nay thì em có ăn cả mục nhĩ. Một số những cái loại rau như là cải chít, cải thảo, rồi giá đỗ. Rất là nhiều rau, hôm nay tươi ngon nên là ăn rất là thoải mái. Sang bên Hàn Quốc mà không ăn được những món cay hoặc là không ăn được một chút ớt nào thì thật sự rất là thiệt thòi. Mẹ em ăn ớt sẽ bị dị ứng hoặc là bị phồng mồm, bị rộp da mồm. Vì vậy ớt mẹ em không thể ăn được. Những cái món mẹ em có thể ăn thường là không có cay, không có ớt. Vì vậy là chọn món ăn ở Hàn Quốc cũng rất là hạn chế. Ông thấy chú ai ạ? 엄마도 오고 네, 오늘 제일 좋은 날이에요. 맛있는 것도 먹고, 먹고. 오늘 남편도 잘해주고 오늘 마음에 들어요. 오늘 괜찮아. 오늘 괜찮아요. 오늘 괜찮아. 오늘 자두 참 참 좋은 날입니다. 자두에게 좋은 날이에요. 엄마도 보고 맛있는 것도 먹고. 맛있어. Không say. Mẹ ăn nhiều vào. Hello. Hello hello. Muốn cơm đi bố. À, 아버지 저 지금 여기 벼. 벼 수확하세요? 벼 말려요? 말려요 지금. 아, 벼 말리고 있어요. 너무 이렇게 손으로 아침에 퍼고 아 폈다가도 다시 모았다가 너무 힘들다 이거 한국에서 기계 있지 그치 아니 근데 저기도 여기. 한국도 저렇게 비슷하게 하는 데 있어요 언니 언니가 옷 팔고 있습니다 동생은 요리하고 있어요 우리 남녀 안 가면 베트남 여자 한 명 여기 직원이 있어요. 아, 우리 서비스 준 거예요. 짠. 자, 건배 건강하세요. 축스케야. 축스케야. 아, 역시 콜라. 고카. 아. 좋아. 많이 먹자. 많이 드세요. 건강해. 뭐래? 볶음밥 맞죠? 실망했어요. 왜? 찹쌀인 줄 알았어요. 찹쌀밥? 찹쌀밥인 줄 알았는데 아니에요? 네, 와이. 가 nhà ơi, ngày hôm nay em cùng với mẹ đã ăn lẩu rất là ngon miệng. Hôm nay thì chồng rất là tuyệt vời, đưa vợ đi ăn cùng với mẹ. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
Mọi người có thể theo dõi xem là mẹ em sang Hàn Quốc thì làm gì và có những gì thú vị nhé. Mọi người hãy ủng hộ và uốn mông cho mẹ em nào.